rồi ta chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Bóng đèn ngon lửa hồng, vò rượu cần chưa uống đã say. Nơi xưa kia chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chốn nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe duyên chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then. Mùa xuân tới có bao ngọt ngào, trao tình nồng đến chào. Chào một mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời. Trăng miền xuôi tới nơi quê hương Tây Bắc có em đón mời. Yeah.